Trong cái video này thì xin nói tới các bác mà các bạn là cách sử dụng cái mật kỳ đà nhé. Ui. Tay tôi thì đang cầm mật kỳ đà khô, nhưng mà lại video thì lại ghi là hướng dẫn mật kỳ đà tươi nha. Thì các bác sẽ thấy nó hơi buồn cười một chút đúng không? Mật kỳ đà khô còn rơi nó cong một cái nha. Cái mật kỳ đà thì nó có nhiều loại các bác nhé. Mật kỳ đà nó có rất nhiều loại, loại to loại bé, và để bảo quản lâu nhất thì dùng mật kỳ đà khô. Còn cách sử dụng cái mật kỳ đà tươi ấy, nha, cái mật kỳ đà tươi thì nó khác cái mật kỳ đà khô là nó còn nguyên nước ở trong nha. Các bác mà mua con mật kỳ đà về các bác thì còn nguyên nước, và cái mật nó bé thôi, nó không to như mật trên tay tôi đang cầm đâu nha. Đó. Còn mật kỳ đà khô mà muốn chuyển thành mật kỳ đà tươi ấy, thì các bác cứ mang cho vào trong nước các bác ngâm nhé. Ngâm khoảng độ 15 phút là nó hút đầy nước vào trong cái mật này. Thế thì khi nó hút đầy nước vào trong cái mật này thì tùy theo cái mật to mật bé. Cái mật to như tay đang cầm thì các bác sử dụng tối đa là 7 đến 10 ngày. Thế còn cái mật bé thì các bác sử dụng 5 7 ngày, bé hơn nữa thì các bác dùng từ 3 đến 5 ngày nhá. Cách dùng ấy thì rất đơn giản thôi. Cái mật kỳ đá tươi ấy, các bác có thể bóp luôn vào trong cái mật ong ấy. Ví dụ như là các bác tính rằng cái mật này sử dụng trong 5 ngày thì các bác tính lượng mật ong khoảng 5 ngày. Các bóp bóp vào mật ong xong là khuấy đều lên nhá là có thể dùng được rồi. Hoặc là các bác có thể cho vào ngâm rượu thì các bác bóp trực tiếp cái mật kỳ đà, cắt cái mật kỳ đà tươi bóp thẳng cái mật vào trong trong rượu các bác ngâm nha. Một cách nữa đó là cái mật kỳ đà tươi ấy, một số bác thì không muốn cho vào rượu cũng không muốn cho vào mật ong thì các bác có thể hòa với nước nước ấm nha, hoặc hòa với sữa uống cũng được. Nhưng mà thường thì mật kỳ đà nó đắng nha, xong rồi nó còn ngọt, vì vậy cho nên là khi mà muốn dùng ấy, thì nó lại có cho trẻ nhỏ, mà trẻ nó uống được đắng ấy, thì các bác hãy để đắng, còn không thì pha vào nước hoặc pha vào sữa hoặc pha vào đong hoặc pha vào rượu nha. Đều là những cách đấy để các bác sử dụng. Mục đích thì một là nó giảm cái đắng, giảm cái tanh nha, cho người sử dụng muốn đỡ sợ thế thôi. Chứ còn nếu mà sử dụng được trực tiếp thì càng tốt, sử dụng luôn nha. Nó đắng và nó tanh tanh, nó gây gây, nó hơi khó sử dụng nha. Thì trong cái video này xin chia sẻ với các bác cái cách sử dụng cái mật kỳ đà tươi là như vậy. Thế còn cái mật kỳ đà khô thì trong video trước chúng tôi đã nói rồi. Các bác muốn sử dụng cái mật kỳ đà khô này thì các bác ngâm vào nước khoảng 2 phút, sau đó các bác để khoảng độ 1 2 tiếng thì cái mật nó mềm ra. Bác lấy tay các bác nắn đều ra, xong các bác dùng kéo hoặc dao bác cắt thành từng miếng, mỗi miếng bằng hạt thóc nha, cho trẻ dùng. Mật kỳ đà tươi như vậy, các bác muốn chuyển thành mật kỳ đà khô thì các bác mang bác treo lên nhé, phơi ở ngoài dưới bóng râm ấy, hoặc là các bác để trong ngăn mát tủ lạnh ấy. Nó dần dần nó sẽ đông lại, cứng lại cho các bác. Trong cái kênh hoa hòe thì hoặc là thảo mộc HT của chúng tôi, ngoài cái việc có cái mật kỳ đà này, và chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác hoặc các bạn là biết về cái bệnh động kinh nhé. Cái bệnh động kinh ấy, hoặc là bệnh sốt cao co giật hoặc bệnh hen suyễn, thì tùy theo từng chứng bệnh mà các bác có thể sử dụng cái mật kỳ đà này nhé. Nó dùng rất tốt cho các bệnh. Còn riêng về nói về cái bệnh động kinh hoặc là sốt cao co giật đấy, thì thường ấy bệnh động kinh ấy, thì nó gây ra một số người có một số chứng bệnh cụ thể nhé. Tùy theo chứng bệnh cụ thể đó mà có thể là có cách chữa khác nhau. Ví dụ như là trong bệnh động kinh ấy, thì nó có cái chứng bệnh là một số người ấy, thì thường là có những các cái biểu hiện như là rất là nhiều mồ hôi và mùi mồ hôi hoặc mùi có thể rất nặng, rồi đi đại tiện phân hoặc là nước tiểu nó có cái mùi rất nặng. Vì vậy cho nên là thường phải dùng thêm các cái thảo dược để chữa cái bệnh này đi nha, thì cái bệnh động kinh nó sẽ rất nhanh khỏi. Bệnh động kinh nó còn liên quan đến đường huyết. Một số chị em phụ nữ mà đến kỳ kinh nguyệt đấy nha thì là bị co giật, thì thường là phải dùng các cái thuốc liên quan đến điều kinh nha. Đấy, cái điều kinh đấy uống một thời gian dài thì chắc chắn là ổn, tuy nhiên là nó lại giá thành thì nó cao, nó đắt. Thế nên là tùy theo từng người, tùy theo từng cơ địa và tùy theo từng hoàn cảnh mà các bác có thể vận dụng. Rồi các bác muốn tư vấn thêm về bệnh động kinh hoặc muốn hỏi thêm thì có thể liên hệ hoặc là nhắn tin qua Zalo số là 0932 340 345. Ngoài các cái sản phẩm về thảo dược mật kỳ đà, chúng tôi còn có các cái thảo dược về mặt xương khớp và các cái thuốc nam để chữa một số các cái bệnh khác nữa nha. Ví dụ như là bệnh viêm dây thần kinh số 5,
bệnh ở viêm thanh quản nhé. Các bác có thể hỏi, các bác có thể lấy các thảo dược về dùng. Xin cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.